Xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Tìm hiểu thông tin du học Mỹ. Thì Mỹ nổi tiếng với chất lượng giáo dục đẳng cấp. Chương trình học toàn diện tại Mỹ cũng được sinh viên và các nhà tuyển dụng đánh giá rất cao. Và hôm nay thì Tân Đại Dương xin chia sẻ với các bạn về những nhóm ngành học được coi là thế mạnh vượt trội và được săn đón tại Mỹ. Đầu tiên đó là ngành kế toán và tài chính. Đế chế tài chính ở Mỹ thì đóng vai trò chủ chốt trong nền tài chính của toàn cầu. Một khi tài chính Mỹ khủng hoảng, cả thế giới sẽ phải lao đao theo. Và với tầm quan trọng đó thì kế toán tài chính chưa bao giờ hết nóng trong thị trường tuyển dụng ở Mỹ. Và các công việc như quản lý tài chính, quản lý rủi ro, ngân hàng đầu tư, bảo hiểm và phân tích tài chính luôn cần thêm người ở hiện tại cũng như trong tương lai gần. Và thứ hai đó là ngành hàng không. Thì ngành công nghiệp hàng không đã tạo công ăn việc làm cho hơn 657.700 nhân công vào năm 2008. Và ngành công nghiệp này không hề bị tác động bởi các cuộc khủng hoảng, mà thậm chí còn phát triển về những mặt hàng như máy bay dân dụng và thiết bị quân đội. Các ngành nghề đầy tiềm năng trong lĩnh vực này là cơ sở hạ tầng, nghiên cứu không gian, hệ thống vận tải hàng không, vệ tinh dựa trên hệ thống kiểm soát và vận tải, hệ thống kỹ sư hàng không bằng khoa học điện tử. Và thứ ba đó là ngành hóa và dược phẩm. Thì ngành công nghiệp này khá ổn định trong thời điểm khủng hoảng tài chính. Các dược phẩm cho các căn bệnh khó trị và điều trị ung thư cũng như các loại thuốc phòng bệnh giúp ích rất nhiều cho việc duy trì sự tăng trưởng của ngành công nghiệp này. Và cơ hội đặc biệt làm việc nằm ở hai lĩnh vực. Thứ nhất đó là tinh sinh học và thứ hai đó là công nghệ nano. Và thứ tư đó là ngành xây dựng. Các công trình nhà ở thì có sự sụt giảm, tuy nhiên Tổng thống Obama cũng đã đưa ra một số kế hoạch nhằm vực dậy lĩnh vực này. Các dự án xây dựng giao thông vận tải quan trọng, minh chứng cho sự trở lại của ngành xây dựng này. Và thứ năm đó là ngành chăm sóc sức khỏe. Thì chăm sóc sức khỏe và y tế đó là ngành quan trọng ở Mỹ, đã đạt được đến 3,2 triệu việc làm trong thời kỳ từ năm 2006 đến năm 2016. Và nhân công trong lĩnh vực này thường ở lại làm việc trong một thời gian dài hoặc chuyên môn hóa công việc của mình. Và ngành thiết kế máy tính, thông tin truyền thông, thì với sự mở rộng của Internet không gian ngày nay, truyền thông số và dữ liệu đã tạo nên nhiều thị trường mới mẻ, cơ hội việc làm trải rộng ra các lĩnh vực như là lập trình, kỹ sư máy tính, hệ thống phân tích dữ liệu truyền thông và kỹ sư thông tin. Thì các công ty máy tính lớn đặt tại Hoa Kỳ cũng là lý do nước này luôn chào đón các nhân viên với trình độ cao đã tốt nghiệp tại các trường danh tiếng. Các bạn đang băn khoăn không biết lựa chọn ngành học như thế nào cho phù hợp, cơ hội việc làm ra sao khi tốt nghiệp ra trường, cũng như là nơi nào thì chuyên đào tạo các ngành mà bạn yêu thích, thì các bạn hãy truy cập ngay vào website tdvn.com hoặc gọi ngay vào số điện thoại 0838484879. Và để tìm hiểu rõ hơn thì các bạn có thể đến ngay với công ty Tân Đại Dương ở địa chỉ gần mình nhất, theo số là 148-1 Trần Quang Khải, phường Tân Định, quận Nhất, hay là 902 Trần Hưng Đạo, phường 7, quận 5, và chi nhánh ở số 7 Mê Linh, phường Phước Tiến, thành phố Nha Trang. Và các bạn hãy luôn theo dõi chúng tôi để tìm được những thông tin bổ ích dành cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.